cơ hội. Và dẫm chân nhau, nhưng bàn thắng thì vẫn tới với các cầu thủ OCB. Cú sút vẫn còn. Hai quả đá liên tiếp và các cầu thủ FC Men đã có được bàn thắng. Luân tên lửa vào một. Cơ hội dành cho FC 24. Chân trái 1-0. Một cơ hội tiếp theo dành cho FC 24. 2-0. Người thực hiện quả penalty này đó là đội trưởng của Phố Tèo, Hải Nam. Hải Nam rất quyết đoán, sang hai đầu sân rất nhanh. Tuấn Ngọc, cú sút. Bàn thắng dành cho các cầu thủ FC 24, 3-1. Cơ hội, dứt điểm, 4-1. Cơ hội, dứt điểm, 4-1. Đánh đầu quá tốt, chạy cắt mặt và dứt điểm bằng đầu, phải nói là ở đẳng cấp rất cao. Và thì dụng Anh Xuân, dứt điểm, bóng lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương. Quả đá quá hay, một pha bút chì, bóng đi xoáy. Sút 4-5. Cách biệt bây giờ chỉ còn một bàn mà thôi. Nhưng ở lượt đấu thứ 6 này thì anh đã có mặt trên hàng công của FC Du Lịch. Thành Messi quá khéo. Bóng tọc xét với phía 42. Cú sút, cú đúp của Thành Messi. Và người kiến tạo lại là Long Torres. Phụng xuôi, cú sút bóng đi không phải là quá khó, đi chìm vào gần giữa khung thành. Nhật Tân sút quá đẹp, một quả đá đi thẳng vào góc chết. 4-0 dành cho các cầu thủ FC Du Lịch. Quang Chuối, Long Torres quá đơn giản. Thầy Messi, cơ hội dành cho các cầu thủ Du Lịch để nâng lên 6-0 ở bảng điểm. Long Torres 7-0, quá khủng khiếp. Việc lập hat-trick vô địch ở giải đấu trên đất Lào Cai. 8-0, người lập công là Thầy Messi. Độc đã vẩy được quả bóng sang cho Thầy Messi. Và khi đó thì có lẽ tỷ số đã là 9-0. Cơ hội, cơ hội dành cho Sapa. Một bàn rồi. Thời gian để cho các cầu thủ bên phía Sapa xử lý bóng gần như là cực kỳ hạn hẹp. Và nếu như họ không lựa chọn được một phương án xử lý nhanh thì là sẽ thường xuyên phải mất bóng thôi. Tuy nhiên là Quánh Tẹo, dứt điểm, 9-1. Quá hay. Cơ hội dành cho các cầu thủ Du Lịch, 11. Lại quá khó, bóng đi mạnh và lại còn cao. Cơ hội dành cho các đội Sapa, dứt điểm, 2-3 dành cho Sapa rồi. Quả đá tốt nữa bên phía FC Du Lịch. Minh Tú đã không thể chuyển sang cho đồng đội. Đường chuyền non chân, cơ hội,
Bàn thắng thứ 3 dành cho Sapa. Tất nhiên quá hay. Khá tốt. Bàn thắng thứ 4 cho Sapa. Phản lưới nhà rồi. Cơ hội cho Sapa rất đơn giản. Cú sút. Bàn thắng của Minh Đăng. Những quyết định chuyền bóng của các đồng đội thường xuyên không được đưa ra mà họ lại thường xuyên sút ngay. Rất chuẩn xác. Bàn thắng thứ 8 là số 13 Ngọc Nghĩa. Nguy hiểm. Vào. 1-0 cho Xuân Phú. Vào. 2-0 cho Xuân Phú. Ở hiệp 1 thì B52 đã bị dẫn trước 2-0. Vào. Bàn thắng Thành Phú thành công. Vào. 2-2. Quang Linh. Vào. Một không cho Fair Play. Rất nhanh. Pha căng ngang của Việt Trung. Vào. Huy Công. Mạnh Hùng. Thái Yên Y. Vẫn là Thái Yên Y. Tiến Nghị. Việt Hà. Vào. Pha xử lý rất kỹ thuật của Việt Hà. Vào. Như vậy Việt Hà đã lập cú đúp. Văn Xuân chuyển sang. Vào.